Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Ebenezer Việt Nam tại khu công nghiệp khai quang thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc khiến hàng trăm công nhân phải nhập viện, hiện cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân gây ngộ độc, trong đó vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu thức ăn là một trong những tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm. Kết quả này được tổng hợp từ các nhóm được làm xét nghiệm như nguyên liệu thực phẩm, nguồn nước, môi trường chất thải của bệnh nhân. Loại vi khuẩn này có hai độc tố chính gây nôn và tiêu chảy, cũng hoàn toàn phù hợp với các triệu chứng của các nạn nhân. Món ăn nghi gây ngộ độc là canh chua giá đỗ, bữa ăn ngày 15 tháng 4 trong quá trình chế biến bị thiếu 6 kg giá đỗ nên nhân viên đã mua thêm tại chợ Vĩnh Yên cho đủ số lượng. Dù đơn vị đặt rau cung cấp cho bếp ăn có đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng lại mua rau ở chợ mà không qua nhà cung cấp. Hiện sức khỏe của các công nhân cũng đã dần ổn định, hầu hết đã được xuất viện trước mắt công ty đang có những giải pháp tạm thời để khắc phục hậu quả